Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hai cái tiệm cận là tiệm cận đứng và tiệm cận sin. Tiệm cận đứng thì là dễ nhất, đó chính là x cộng 2 bằng 0. Như vậy, tiệm cận đứng của chúng ta đó chính là x bằng trừ 2. Và tiệm cận sin, bây giờ chúng ta sẽ chia xuống. Một cách thứ nhất đó, thì chúng ta lấy cái 3x ra, mình tách ra thành 2x cộng với x. Thì chúng ta thấy rõ, ở đây chúng ta làm nhân tử chung, đó chính là x cộng x nhân với lại x cộng 2. Sau đó cái số 5 này nè, mình tách ra thành 2 cộng cho 3. Như vậy, cái cục này chia cái cục này, và cái cục này chia cái cục này, thì chúng ta sẽ có x cộng cho 1. Như vậy, tiệm cận sin của chúng ta chính là x cộng 1. Chính là ở vị trí này. Như vậy, đề nói B và Q là khoảng cách từ điểm M đến hai cái đường tiệm cận. Bây giờ M nằm trên cái hàm số này. Bây giờ mình chọn x bằng 0 đi, cho dễ, thì chúng ta có y bằng 5 chia cho 2. Như vậy, chúng ta có hai cái đường. Thì chúng ta dùng công thức khoảng cách từ M đến đường thẳng. Như vậy, cái đường này thì chúng ta sẽ ghi là x cộng 2 bằng 0. Còn cái cục này, chúng ta sẽ ghi là trừ x cộng y trừ 1 bằng 0. Và bây giờ chúng ta áp dụng công thức khoảng cách thôi. Thì đối với cục đầu tiên, chúng ta thế số 0 này vào đây, thì chúng ta sẽ có 0 cộng 2. Và chúng ta sẽ có A ở đây chính là số 1, còn B sẽ là số 0. Tại vì y bằng 0 mà, thì chúng ta có số 2. Tiếp tục, cục thứ hai là cục này. Thì chúng ta có trừ nè. Thì chúng ta thấy số 0 vào. Đây là số 1. Và chúng ta có 5 chia 2. C là trừ 1. Và ở đây chúng ta có trừ 1. Này cộng 1. Thì bấm máy tính cục này ra. Chúng ta ra 3 căn 2 chia 4. Như vậy, số này nhân số này ra 3 căn 2 chia 2. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.